Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên robot Thưa các bạn Trong quá trình các bạn theo dõi tôi Thì các bạn thấy rằng Tôi hầu như lúc nào tôi cũng giới thiệu những cái sản phẩm rất là đẹp Những cái sản phẩm rất là hay, rất là hiếm Thế thì cũng khá khá nhiều bạn là hỏi rằng Anh Khánh ơi Thế thì trong quá trình anh nhập hàng ấy thì anh có hàng lỗi không? Thì hôm nay thì tôi cũng giải đáp luôn Thưa các bạn Trong quá trình chúng tôi Uh, nhập hàng bán hàng chắc chắn có hàng lỗi có không thể tránh được vấn đề là nó lỗi nặng hay lỗi nhẹ vấn đề là nó lỗi nhiều hay lỗi ít <laughs> có những lần nhập nhiều ấy, thì nó lỗi mà nhiều nhiều thì có khi là còn lỗ nữa cơ Ê, chẳng hạn như hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cặp loa lỗi một cặp loa lỗi. Ờ à, chúng mắt các bạn ở đây tôi giới thiệu với các bạn là một cặp 301 series 3. Cặp này thông thường nó sẽ có giá bán cao hơn những cái cặp 301 series 3 màu vàng khác. Nào chúng ta hãy cùng nhau xem. Đây là một cặp 301 series 3 vỏ vàng. Để chúng ta nhìn bên ngoài này à, tất cả các góc cạnh của cặp loa này ấy, thì nói chung là nó rất đẹp đấy như các bạn nhìn thấy này rất là vuông vắn chiếc dưới nó cũng như này vuông vắn lắm đẹp lắm đằng sau cũng đẹp lắm tem sáng như mới luôn đó Đây là một cặp loa trùng đôi Thông thường ấy thì cặp loa này nó sẽ có giá bán là cao hơn những cái cặp 301 series 3 vỏ vàng khác Nguyên nhân là nó ở đây Đấy nhá, căng cũng rất đẹp nhé Căng đẹp luôn Đây là một cặp màng gai các bạn thấy rằng cái màng gai này ý, là màu của nó xanh hơn thế còn những cái cặp 301 xôi ba thông thường thì màu nó sẽ đen hơn còn cái màng gai này thì tiếng nó tốt hơn này tiếng nó bay hơn và độ bền nó cao hơn Thế thông thường thì những cặp màng gai này thì nó được sản xuất vào những năm 95 96 tức là cái đời cuối cùng của 301 series 3 Thế cho nên là nó cũng đắt hơn những cái cặp màng thường Đấy, cái chiếc dưới cũng thế này loa tép cả bốn loa tép đều đẹp zin chưa rời khỏi thùng luôn <laughs> thế thì cặp này nó lỗi ở đâu nó lỗi như thế nào thì chúng ta cùng xem trước hết là tôi quay từng chiếc một đã một chiếc này chiếc này thì đẹp đây là mặt trên nhé đẹp luôn này mặt dưới đẹp luôn này chỗ này là cái bẩn rồi đấy chiếc này thì ngon, ngon lành không vấn đề gì cả rất đẹp nữa là khác thế còn chiếc bên này ta xem nhé trước bên này này mặt trên này cũng rất đẹp nhé đó vấn đề đang mặt dưới cái này mới khổ thôi mặt dưới này thì ông tây ông khoan cho tôi bốn cái lỗ ở đây tất nhiên là tôi phải lấp đi rồi bốn cái lỗ này để ông ấy chắc là bắt cái giá treo loa không khoan thì khoan cả hai chiếc đi khoan mỗi chiếc đấy như vậy thì theo tôi đây là một cặp loa lỗi cái lỗi này thì nó nhẹ thôi tất nhiên là khi chúng ta dù là treo hay là để khi mà chúng ta để nằm thì cái bốn uh, cái lỗ này nó cũng nằm ở mặt dưới mà khi chúng ta treo thì bốn cái lỗ này chúng ta cũng nó cũng đặt lên cái cái giá treo loa rồi thì cũng không ai nhìn thấy thế nhưng khi mà chúng tôi bán hàng thì những cặp này thì các bạn lại yêu cầu rất là cao Tức là phải đẹp không một tì vết gì cơ Đấy, Chính vì vậy mà tôi mới gọi đây là một cặp loa lỗi Thông thường thì những cặp như thế này 301 Sony 3 vỏ vàng này Nó sẽ có giá vào dao động loanh quanh đâu đó khoảng độ 15 triệu 500 nghìn Ấy Thế nhưng mà vì bốn cái lỗ này Mà phải chấp nhận ao xuống mất 1 triệu một triệu nhé. Mặc dù bốn cái lỗ này nó chả ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ, nó cũng không ảnh hưởng gì đến chất âm. Thế nhưng mà nó là một sự khiếm khuyết. Thế thì theo như tôi nghĩ thì có lẽ rằng là với cái mức giá ao xuống một triệu thì nó cũng là một cái để chúng ta cân nhắc, chúng ta cũng 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 nên cân nhắc một chút. Bởi vì chúng ta chơi hàng đã qua sử dụng Thì dù sao đi chăng nữa thì nó cũng có thể có cái lỗi lỗi nào chấp nhận được và lỗi nào không Và theo như tôi nghĩ thì theo quan điểm cá nhân của tôi Thì Ngọc còn có vết Dù sao đi chăng nữa nó vẫn phải có dấu ấn của thời gian Dấu ấn của cái những người sử, sử dụng trước Thì nó cũng chấp nhận được qua quan sát của tôi thì tôi thấy rằng cái cặp loa này thì chắc là một chiếc là để ở chỗ nắng cái cái chiếc này này là để ở chỗ có ánh nắng chiếu vào này thế còn một chiếc thì là chắc là để ở chỗ nó không có ánh nắng chiếu vào cho nên là nhìn thấy nó cũng có một cái hơi hơi chắc là nó hơi hơi cái gân nó hơi hơi khác cho một tí một cái gân hơi bạc bạc một cái gân gân hơi bạc bạc một chút nhưng mà cái đấy thì cũng chấp nhận được thì cặp loa lỗi này thì hiện nay Ngọc Khánh chỉ có duy nhất một đôi thôi thì anh em có nhu cầu thì xin mời liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại